Lệ Quyên và Thanh Hòa rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Lào Cai ngày mới hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 1. Xin chúc các bạn khởi đầu ngày mới nhiều may mắn và vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, khởi nghiệp không còn chỉ là phong trào mà đã trở thành tâm điểm của những người trẻ tuổi, nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội. Và trên thực tế thì đã có không ít thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công. Tuy nhiên, đối với vùng nông thôn miền núi, câu chuyện khởi nghiệp của thanh niên vẫn còn gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, để nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho giấc mơ lập nghiệp, lập thân của người trẻ trở thành hiện thực, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và tổ chức đoàn thể. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa của chương trình. Còn ngay bây giờ, chúng tôi xin mời các bạn cùng khởi động ngày mới với những tin tức sự kiện đáng chú ý. Những tin chính có trong mục chuyển động ngày mới: Lào Cai tiếp tục đón đợt rét đậm rét hại kéo dài. Từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 diễn ra Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018. Nhà văn hóa, nơi kết nối cộng đồng dân cư. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày hôm qua 29 tháng 1, tại các địa phương vùng cao Lào Cai, nhiệt độ đã xuống dưới 10 độ C. Đây là đợt rét đậm rét hại thứ 3 kể từ đầu vụ rét đến nay và được dự báo là sẽ khốc liệt và kéo dài. Khoảng đêm về sáng ngày 31 tháng 1, lại có thêm một đợt không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai. Tiết trời chuyển rét đậm rét hại sâu thêm và kéo dài trong nhiều ngày. Các vùng núi cao khả năng xuất hiện băng giá, Sapa có thể xuất hiện mưa tuyết. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bà con nông dân các địa phương trong toàn tỉnh cần chuẩn bị thật tốt các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, cây trồng các loại để giảm thiểu mọi thiệt hại do lạnh rét gây ra. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tết trồng cây. Theo đó, bắt đầu từ sáng ngày 21 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 2018, tức từ mùng 6 đến 13 tháng Giêng năm Mậu Tuất, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở đều phải tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, tạo phong trào thi đua sâu rộng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trồng, phát triển rừng năm 2018 và mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15 nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh lên 56% vào năm 2020. Địa điểm trồng cây tại các vị trí đất trống quy hoạch trồng cây xanh, trồng rừng, trong đó ưu tiên bố trí trồng ở các khu vực nơi đất trống trong các cơ quan, khu công nghiệp, đơn vị, trường học, bệnh viện, ven đường giao thông. Chăm sóc cây xung quanh công sở ở cơ quan, đơn vị, cây trồng ven đường giao thông, khuôn viên, vườn hoa công cộng. Việc tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không hình thức và gắn với việc triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2018. Sau khi trồng cây phải tiến hành chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt với phương châm trồng cây nào sống cây đó. Thưa quý vị và các bạn, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, bà con bản Nậm Kỳ, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên đã góp công góp sức xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Bản Nậm Kỳ có 71 hộ gia đình với trên 350 nhân khẩu, có hai dân tộc Tày, Mông cùng sinh sống. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trung bình mỗi hộ dân trong bản tự nguyện đóng góp trên 1,7 triệu đồng cùng với ngày công lao động để xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Chi bộ này với lại phối hợp với trưởng thôn và các ban ngành của cơ sở thì vận động thì bà con thì cũng là bắt đầu thì cũng khó khăn đấy, nhưng mà bây giờ cũng là thấy là xây nhà rồi thì coi như là khang trang rồi thì bà con bây giờ là rất là đồng lòng thì đồng tình thì ủng hộ. Sau hơn 2 tháng triển khai, ngôi nhà xây cấp 4 khá khang trang, diện tích sử dụng gần 100 m² với tổng trị giá 150 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui của bà con nhân dân. Nhà văn hóa cũ thì rất rột nát và cũng vận động bà con để lấy cọ về lợp thôi. Nhưng mà ngày nay thì xây được văn hóa của bản khang trang rồi, bà con rất vui mừng. Công trình nhà văn hóa cộng đồng sẽ là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa thể thao của nhân dân, giữ vai trò xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương, góp phần động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Bà con nhân dân thôn Tân Hồng, xã Bản Qua, huyện Bát Sát vừa tưng bừng tổ chức ngày hội Tết cổ truyền dân tộc. Năm 2017, dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đoàn kết thống nhất, nhân dân thôn Tân Hồng đã đạt được nhiều kết quả cao trong phát triển kinh tế xã hội.
Tại ngày hội, nhân dân trong tổ đã được tuyên truyền và cam kết thực hiện không đốt pháo, phòng chống cháy nổ, các quy định về an toàn giao thông đường bộ, cách lựa chọn thực phẩm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán và biểu dương các gia đình tiêu biểu. Ngày hội ăn Tết tập trung nhằm tăng cường và phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ban An toàn Giao thông huyện Sapa vừa tổ chức phát động lễ ra quân triển khai công tác an toàn giao thông năm 2018 với chủ đề An toàn giao thông cho trẻ em và đợt cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Tại lễ phát động, Ban An toàn Giao thông huyện đã yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Trong công tác tuyên truyền cần đổi mới và thường xuyên liên tục dưới nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân, quan tâm giáo dục tuyên truyền cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, đặc biệt là thanh thiếu niên, phụ huynh học sinh. Tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây tai nạn giao thông cao như phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu, bia, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải trọng cho phép. Kết thúc buổi lễ, các đơn vị chức năng đã tổ chức diễu hành cổ động tuyên truyền pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường chính của huyện Sapa. Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày 30 tháng 1. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi. Tiếp theo chương trình, mũ ống kính góc rộng, Sapa đẩy mạnh phong trào lập thân lập nghiệp ở các xã vùng hạ huyện. Trong mục nét đẹp cuộc sống, chuyện về người thầm lặng làm đẹp phố phường. Thưa quý vị và các bạn, với địa thế thuận lợi và được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu cảnh sắc, Sapa là điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước. Dựa trên những lợi thế sẵn có của địa phương, nhiều người trẻ tuổi tại Sapa đã bắt tay khởi nghiệp từ du lịch và thu được nhiều thành công. Tuy nhiên, với các xã vùng hạ huyện không có nhiều điều kiện thuận lợi về phát triển du lịch, thì phong trào khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên cũng có phần kém sôi nổi hơn. Trước thực tế đó, năm 2018, bên cạnh việc mở rộng các mô hình khởi nghiệp từ du lịch, các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể của thanh niên huyện Sapa cũng tập trung hỗ trợ thanh niên vùng khó khăn phát triển kinh tế, đặc biệt là xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao. Năm nay, xã Thanh Kim thực hiện mô hình liên kết trồng gừng trên diện tích 5 hectare. Các hộ dân tham gia trồng gừng sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ giống và bao tiêu sản phẩm. Sau vụ đầu tiên, cây gừng sinh trưởng và phát triển rất tốt và cho năng suất cao, khiến người dân rất phấn khởi. Trong tổng số 5 hectare gừng trồng, 20 đoàn viên thanh niên của xã Thanh Kim được giao thực hiện mô hình hơn 1 hectare. Đây là cách mà chính quyền địa phương thực hiện để tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên tiếp cận với các hướng phát triển kinh tế mới, từ đó khơi dậy phong trào lập thân lập nghiệp của những người trẻ tuổi. Thì đảng ủy chúng tôi là mong muốn thì năm 2018 này sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này, cái mô hình trồng rau sạch và mô hình trồng gừng. Đặc biệt năm 2018 thì đã có cái mô hình thực hiện trồng ớt xuống đất ruộng. Thì năm 2018 thì tôi cũng tiếp tục là giao cho đoàn thanh niên tầm độ là 1 đến 2 hectare. Khi những nhận thức, suy nghĩ của thanh niên về việc làm ăn phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp có sự chuyển biến, thì các đoàn viên thanh niên sẽ phát huy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, không ngại khó ngại khổ để làm giàu. Ngay như tại xã Thanh Kim, được sự quan tâm ủng hộ của chính quyền địa phương, đã có những mô hình kinh tế đầu tiên của đoàn viên thanh niên được hình thành và bước đầu mang lại hiệu quả như mô hình trồng cây ăn quả, mô hình du lịch homestay hay mô hình trồng rau hàng hóa mà quý vị và các bạn đang thấy. Mình thì đang tuổi trẻ thì cố gắng đang tuổi trẻ thanh niên thì là quyết tâm để phấn đấu để làm giàu về cho cuộc sống của mình, tương lai của mình sau này nó sẽ sống nó sẽ đỡ vất vả hơn. Đấy, quyết tâm để làm để cho nó sau này con cái có thể nó còn học theo tấm gương của bố mẹ chẳng hạn, rồi mà có tiền đưa cho con đi học này nọ nó sẽ dễ. Trong những năm qua, các cấp chính quyền và huyện đoàn Sapa đã thực hiện rất nhiều giải pháp để động viên khích lệ các đoàn viên thanh niên tham gia phong trào lập thân lập nghiệp tại địa phương, đặc biệt là phát triển kinh tế hộ gia đình. Tại các xã hạ huyện còn nhiều khó khăn, hàng loạt các nhóm giải pháp được tập trung thực hiện như mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho đoàn viên thanh niên, phối hợp với các ban ngành đoàn thể để có cơ chế hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, phối hợp với ngân hàng chính sách tạo điều kiện về nguồn vốn cho thanh niên lập nghiệp. Và điều quan trọng là phải khơi dậy được tinh thần xung kích đi đầu của các đoàn viên thanh niên.
Trước hết để là đoàn viên thanh niên thì phải là người xung kích, là người đi đầu, và đoàn viên thanh niên là những lực lượng trẻ có sức khỏe thì sẽ phải là những người mà dám nghĩ, dám làm. Và tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới thì các cái đoàn viên thanh niên ở Sapa cũng sẽ thúc đẩy mạnh hơn nữa về cái khởi nghiệp này. Và huyện đoàn Sapa chúng tôi thì cũng đã dự kiến trong thời gian tới chúng tôi sẽ thành lập một cái câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp để từ đó thúc đẩy cái phong trào khởi nghiệp trong thanh niên của toàn huyện Sapa. Từ thực tế phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ tại địa bàn khó khăn vẫn còn thiếu lửa, chưa đủ sự quyết tâm, nhiệt tình cần thiết để tạo sức bật, đưa đến những chuyển biến đáng kể trong phát triển kinh tế. Những giải pháp nói trên sẽ phát huy hiệu quả tích cực, giải quyết được khó khăn, thắp lửa cho phong trào khởi nghiệp của thanh niên vùng khó. Phấn đấu trở thành đô thị loại 1 là mục tiêu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai đang ra sức phấn đấu. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu ấy có đội ngũ cán bộ, nhân viên xí nghiệp môi trường đô thị Lào Cai, những người đang ngày đêm thầm lặng giữ cho phố phường luôn sạch đẹp. 5 giờ 30 phút sáng tại đường Đặng Trần Côn, phường Cốc Lếu. Trời vẫn còn tờ mờ, phố phường vẫn im lìm. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng mùa đông, tiếng chổi quét của các chị lao công dường như là âm thanh được vang lên một cách rõ ràng nhất. Đều đặn mỗi ngày, dù nắng hay mưa, ngày lễ Tết cũng như ngày thường, các chị luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu mà đi làm muộn là ảnh hưởng nhiều cho bà con nhân dân. Thứ nhất là bà con là lúc đấy là đi làm hết này, không bỏ rác ra được này. Thứ hai là lúc đấy là tất cả mọi người cùng đi ra đường thì là nó rất là vướng víu. Là mưa bão là bọn em là chẳng, nó gió ná nó nhiều hơn mà nó khó quét hơn. Thì là phải đi làm thì vẫn đúng giờ nhưng mà về muộn hơn. Thời gian nó kéo dài hơn. Nghề quét và thu gom rác hầu như ở đâu cũng vất vả, đặc biệt là ở những đô thị lớn, đô thị đang phát triển như thành phố Lào Cai. Dậy sớm, thức khuya và không xác định được giờ nghỉ bởi còn tùy thuộc vào tuyến phố, lượng rác thải và nhiều sự kiện quan trọng. Nó chỉ kết thúc khi những phố phường trở nên phong quang sạch sẽ. Công việc của chúng em thì buổi sáng thì bọn em bắt đầu làm từ 5 giờ, không kể gì nắng mưa mà vẫn cứ đến giờ thì đi làm. Khi nào làm sạch sẽ cái khu vực mà mình đã được phân công thì mới tạm dừng cái ngày làm việc của mình. Công việc nặng nhọc, độc hại, thu nhập thấp, cũng đã có những công nhân không trụ được đã chuyển đổi nghề nghiệp khác. Song cũng không ít người lại lựa chọn và gắn bó với nghề thu gom rác tới 2-30 năm. Bởi họ nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ, động viên từ chính các đồng nghiệp cũng như bà con các khu phố. Lúc đầu đi làm cũng bỡ ngỡ, công việc cũng chưa quen này thì nó cũng khó khăn rất nhiều. Về sau chị em trong tổ giúp đỡ thì nó cũng bình thường, công việc nó cũng trở lại bình thường. Những tuyến phố của thành phố Lào Cai giờ tan tầm, luôn nườm nượp người và xe cộ. Hoạt động thu gom rác thải bởi vậy cũng trở nên khó khăn hơn. Đã xảy ra không ít những va chạm, sự phiền lòng của người tham gia giao thông bởi những xe gom rác cồng kềnh. Nhưng cũng vì vậy mà cần cảm thông chia sẻ hơn với những người âm thầm làm đẹp cho phố phường. Cái điều mong muốn của tôi là mong mọi người rất thông cảm và chia sẻ cho chúng tôi đi làm trên tuyến đường. Bởi vì chúng tôi đi làm công việc này cũng rất chi là vất vả. Với lại thứ hai nữa thì cũng ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân. Mong muốn bà con là rất chia sẻ và thông cảm cho môi trường chúng tôi ạ. Khi đông đảo người dân đang thư thả tản bộ trên những tuyến đường sạch đẹp hay ngồi trước màn hình TV trong những căn phòng ấm cúng, thì những công nhân làm nghề thu gom rác lại tiếp tục lặng thầm góp sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh sạch đẹp. Vâng, Thanh Hoài ạ, chuyện về những người công nhân quét rác ở thành phố Lào Cai cho tôi thêm yêu thương, chia sẻ và nghĩ tới những cái con người luôn sống có trách nhiệm. Thành phố vẫn tiếp tục phát triển và tiếng chổi của các chị góp phần làm nên những cái giai điệu đẹp của cuộc sống. Vâng, đúng vậy chị Lễ Quyên ạ. Và tới đây thì chương trình Lào Cai ngày mới của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.